Tổng quan dự án La New City Bình Thuận La New City, khu đô thị phức hợp thương mại dịch vụ được quy hoạch trên khu đất rộng 433.866 m2 nằm tại khu vực hiện hữu sông Dinh, phường Phước Lộc, thị xã La G, tỉnh Bình Thuận. Trong đó diện tích đất giao thông chiếm 43,58%. Diện tích xây dựng chuỗi tiện ích là 6,39% và quỹ đất dành cho các công trình thương mại dịch vụ là 9,2%. Dự án La New City chính thức ra mắt thị trường với số lượng 290 căn nhà phố thương mại. 40 căn biệt thự cao cấp cùng 800 linh một lô đất nền nhà phố và hàng ngàn căn hộ cao tầng được bố trí khoa học bài bản, thiết kế hiện đại kết. Lazy New City được kiến tạo để trở thành một di sản mới về quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan và phong cách sống. Góp phần thay đổi diện mạo đô thị cũng như ngành du lịch của Bình Thuận và khu vực miền Nam Trung Bộ, đưa bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam vươn tầm thế giới. Sở hữu vị trí vàng hưởng chọn lợi thế và tiềm năng chỉ có ở các đô thị lấn biển và nghỉ dưỡng có đầy đủ các phân khu được quy hoạch với hạ tầng hiện đại để trở thành trung tâm dịch vụ kinh tế biển của khu vực. Dự án Laji New City là khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp đầu tiên tại Bình Thuận, tạo ra một xu hướng mới vượt qua giá trị của một dự án thông thường mà vươn đến một new đào kết hợp khu đô thị, khu nghỉ dưỡng và tiện ích phức hợp. Laji New City Bình Thuận là tổ hợp dự án tiêu chuẩn 5 sao, bao gồm biệt thự, nhà phố, đất nền và căn hộ cao cấp được đầu tư xây dựng với các tiêu chí khắt khe từ ý tưởng thiết kế cho đến vận hành. Dự án Laji New City đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Môi trường sống trong lành, an toàn, an ninh, tiện ích thiết yếu, trường học, phòng khám, siêu thị, phương tiện giao thông, cảnh quan nghỉ dưỡng, tiện ích cao cấp, bể bơi, sân golf, nhà hàng, bãi biển, bến du thuyền. Dự án Laji New City Bình Thuận là một tác phẩm nhân tạo được kết hợp giữa thiên nhiên và lối kiến trúc hiện đại, sở hữu lối thiết kế và cảnh sắc thiên nhiên sơn thủy hữu tình. Dự án La New City còn hội tụ nhiều điểm vui chơi giải trí độc đáo và là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng. Năm lý do nên chọn mua dự án La New City Bình Thuận. 1. Vị trí kim cương là dự án mặt biển hữu hạn còn sót lại tại Bình Thuận. 2. Kiến trúc độc đáo đẳng cấp, cộng hưởng bởi kiến trúc châu Âu với nét Á Đông đặc trưng. 3. Chính sách bán hàng linh hoạt, tối ưu lợi ích cho nhà đầu tư với chính sách linh hoạt. 4. Pháp lý minh bạch là điểm tựa, niềm tin cho khách hàng. 5 chủ đầu tư uy tín, thương hiệu nhà phát triển bất động sản lâu đời. Với quan điểm đem đến những điều tốt đẹp nhất cho khách hàng, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách tận tâm từ dự án đến tư vấn tài chính. Với đội ngũ chuyên gia tư vấn nhiều năm kinh nghiệm bất động sản tài chính ngân hàng, chúng tôi sẽ giúp quý khách tìm ra bài toán tài chính và phương án đầu tư với tỷ suất lợi nhuận tốt nhất. Liên hệ tư vấn tham quan dự án là G New City Bình Thuận 0938 98 1929 cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại ở những video tiếp theo đừng quên đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo nhé một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại